thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường, cơ quan chức năng vừa phát hiện và tạm giữ hàng chục tấn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh Long An. Từ việc kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn các sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm tại một kho hàng trên địa bàn tỉnh Long An. Vào ngày 31 tháng 1, đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Đức Hòa kiểm tra phương tiện có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, phương tiện vận chuyển 3 thùng các tông, bên trong chứa mặt nạ dưỡng da có nhãn bằng tiếng nước ngoài, nhưng người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc. Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà kho không tên trên địa bàn ấp rừng xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, do một cá nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi quản lý. Sau khi tiến hành kiểm đếm, số lượng mặt nạ dưỡng da tại kho và trên phương tiện vận chuyển là 1 triệu 644 000 sản phẩm, tương đương 49 tấn. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện ứng Đức Hòa đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ toàn bộ tăng vật đưa về trụ sở Công an huyện để xác minh xử lý theo quy định pháp luật.